Pháp Anh Ô Tô nay lại giới thiệu cho bà con một chiếc xe cấp Kia Carens, xe khách vừa mới đổi nha, vừa mới đổi xe luôn, vẫn đang còn ở đây luôn, chủ nhà người ta đang ngồi đây luôn. Và chiếc xe Kia Carens đời 2011, xe được sơn, cũng còn được ha, nói chung là còn được. Giá nó là 218 triệu nha anh em, bán nhanh cho anh em luôn, anh em nào mua thì hãy liên hệ nha. Xe này với cái giá này không có kỳ kèo nha anh em chỉ bán đúng giá này luôn. Và anh em nào mua thì nhiệt tình thì có thể em sẽ ra lọc cho anh em thôi nhé. Chứ còn hoàn toàn là không bớt 100% nha. Nếu mà anh em mà có gọi mà trả giá này kia thì nói chung là đừng nên nha. Chỉ có mình thích thì mình mua thôi nha. Xe thì chủ nhà kia vừa mới lên cái mâm này, hết 6-7 triệu gì đó, hay là 5-6 triệu đó. Nói chung lúc nãy có nói mà nghe không có rõ nha. Sơn thì nhìn xa thì nó cũng còn đẹp nhưng mà nhìn gần gần nó cũng bị chảy vài chỗ nha. Đây chỗ này bị chảy xíu nữa. Cái chỗ này đánh bát thì chắc nó cũng bớt thôi nha. Kệ nó, đánh bát thôi. Bố mở cánh cửa này con bố. Bố thấy xe này đẹp không bố? Dạ. Ông có đổi không? Dạ, ông cũng đổi. Cát không? Dạ. Có các Innova. Xe này mình bán rẻ, mình bán có 218 triệu. Bán nhanh luôn á. Xe này được cái mấy cái màn hình. Màn hình cuối đầu ha. Màn hình ghế. Xe này là xe 7 chỗ nha. Ở đây có dàn lạnh luôn nha anh em. Dàn lạnh phía sau ha. Cái xe này là mở cốp. Chỉ cần mở cốp thôi nha. Không bù, người ta bù thêm tiền mình á, xe mình xe G mà. Cũng ít rồi. Thành 7 chỗ. Xe này ông chủ mua về để chạy dịch vụ nhưng mà chật quá, ông chủ không chạy được, ông chủ đã bán lại. Nó vừa mới mua được không được bao lâu nha mà ông bán lại. Alo. Alo. Rồi. Đi xô bên trong mình xem là một tí xíu nha. Nè. Cái này là mới sơn ha. Xe này gốc của nó hồi xưa thì cũng dịch vụ. Xe thì cái này là cái bảng điều hòa tự động nha. Ở đây là máy lạnh, màn hình. Alo. Tần số này người ta xài thời gian lâu ngày người ta mòn hết rồi nè. Cái xe này nó rất là thoải mái, hộp tì tay. Hộp tì tay rồi nói chung là nhiều cái chi tiết nó rất là hay nha. Cho nên là bà con bà con nhìn cái chi tiết bên trong là anh em bà con cũng thấy rồi. Bà con xem video, nếu mà đang xem kênh chính này thì nhớ bà con nhớ qua bên kênh phụ đăng ký giùm em nhé. Kênh phụ của em là chợ ô tô Đồng Nai nha anh em. Rất là cảm ơn tất cả khách hàng
Có từ ngày hôm qua đến giờ thôi mà 1.201 lượt đăng ký nha nè. Rất là nhiều người đăng ký. Đây, bây giờ thêm một tháng đăng ký nè. Rất là cảm ơn bà con. Chỉ có trong vòng tích tắc có 10 có mấy tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà tới cả mấy trăm người nha. Cái kênh này là bên em có, nó có quảng cáo nè anh em nè, nó có quảng cáo nè. Và nó có tiền nha anh em. Cái kênh này anh em mà xem nhiều thì anh em nhớ đăng ký cho em một cái nhấn chuông nha. Đấy, cái ngón tay nè, rồi bà con nhấn đăng ký nè. Và bà con nhấn vô cái chuông nha. Nha. Đây là cái chuông nè, bà con nhấn đăng ký. Cái này em đã đăng ký rồi thì bà con nhấn vô cái chuông đi nha. Và đây là một cái video là của cái xe mà em đổi cho khách hàng nha. Là cái chiếc xe này nè, xe bà con đang coi nè. Em đổi cho khách hàng. Và em đã quay đăng tải lên trên này nè. Và cái kênh bên này là gọi là kênh phụ thôi nha. Cho nên là mấy mốt bà con mà muốn coi chi tiết hơn thì có lẽ là bà con phải qua bên cái kênh này nha. Cái kênh này gọi là chợ ô tô Đồng Nai nè anh em. Kênh này thì em mới thành lập cách đây được mấy ngày thôi, nhưng mà kênh này em đã được rất là nhiều người ủng hộ và đăng ký nha. Mới cái từ hôm qua đến giờ thôi mà 121 đấy, 1.021 người đăng ký nè, rất là nhiều. Và em sẽ cố gắng hơn về cái cải thiện về cái phần video này hơn nha. Nên là bà con anh em nhớ qua bên kênh ủng hộ nha. Và chiếc xe này em sẽ quay chi tiết về cái kênh bên này. Tại cái xe này nhiều người rất tìm mua cái xe này nha. Và không biết muốn mua từ đâu. Xe này thì máy thì khỏi chê luôn. Máy nổ khỏi chê luôn. Đó, thấy không? Cái chiếc xe này, cái nguồn gốc của nó hồi xưa là cũng là màu xanh thôi, người ta đổi màu qua đây. Người ta đổi màu qua nha bà con. Có dịp em sẽ chỉ cho bà con biết thêm thông tin chi tiết về cái màu sơn nha. Tại vì em mà chỉ chi tiết cho bà con quá thì mai mốt bà con đi mua xe thì bà con sẽ không mua được xe. Tại vì xe mà trên thị trường hầu như là taxi thải ra nha, 100%. Tất cả những cái xe mà Xibac hoặc Kia Morning hoặc là Innova và cái dòng này, 100% nó là dòng taxi thải ra. Cho nên là khi anh em đi mua, bà con mua thì chắc chắn là bà con sẽ không mua được nếu mà em sẽ chỉ chi tiết cho bà con. Thì nếu mà em đã chỉ chi tiết thì chắc chắn là bà con cũng y như là một người thợ thành thụ rồi. Cho nên là bà con cũng rất khó để mua được một chiếc xe như thế này. Thì với chiếc xe như thế này thì bà con cũng thấy này, những cái góc cạnh của xe này thì không có gì phải chê hết. Gầm này, cái gầm thì bà con nhìn này, rất là nét nha. Tại xe này nguồn gốc của nó em chưa có coi, nhưng mà nó có lẽ là gốc từ thành phố. Xe được trang bị cái led xanh ha, led xanh hai bên. Hộp tùy tay thì cũng tốt ha. Bên trong hộp tùy tay này nó rất là nhiều thứ, nó có cục sạc lên, bên trong này cũng có sạc luôn. Có cổng USB, có cổng USB luôn anh em ơi. USB thẻ nhớ đầy đủ hết ha. Vô lăng, tay lái. Xe này thì dòng này thì chắc chắn người ta đi nhiều lắm ha. Anh em nếu mà hỏi về km thì anh em đừng có hỏi, tại mấy cái dòng đi nhiều lắm. Nó đi gần như là muốn hết luôn ha. Tại mấy cái xe này em đã nói là dịch vụ ra mà. Nha. Còn cái giá xe và cái chất lượng thì em nghĩ là rất là ổn định. Nếu mà đi gia đình mình đi thì nó đẹp. Ngon Innova hàng taxi nha, thải lên nha. Thôi em xin chào, hẹn gặp lại khách đang gọi em à. Chúc tất cả bà con và anh em xem xe trên cả nước đã tin tưởng ủng hộ. Nhớ qua kênh mới đăng ký giùm em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại nha.